Có tim không? Có nhá, có. Để sau à? Có thì lại chán chết à. Trời ơi, ngã dốc mặt rồi. Ui, một tí thằng kìa. Không có súng. Có flare này à. Ui, chết bà rồi. Đâu có súng tính sao rồi. Có lục rồi. Anh còn đứng có cả súng. Thằng đấy bị điên à? Tao biết là mày có súng rồi, con chó này. Nó đứng ở đâu ấy? Nó nhảy đến đâu em ạ? Em không thấy nó đâu. Thằng lỗi đi đâu ấy? Tự ái à? Đi một mình. Trời ơi, chỉ cần lục thôi bạn ơi. Thằng lỗi nó tự ái à anh? Đưa súng đây. À, đứng trên đấy à? Lấy bao nhiêu kill rồi? anh có chảo mấy thằng rồi đấy. Bắn nhau kìa. Để biết trong thằng ông này có súng hay không để công vào. Chỗ anh Tuấn còn không? Vãi đái, anh định đập chảo nó mà cuối cùng nó bắn chết anh. Vãi thật. Anh định đập chảo. Ui, nó kén mạng rồi anh rồi. Nó đâu rồi? Nó quá. Trên đầu. Nói đâu cả. Để em kêu anh nhìn hộ cái. Ok. Má, đang định đập chảo. Thận nhá. Nó cái mạng đấy của anh ấy. Giết nó. Ê, nó chạy vào nhà kho rồi phải. Thế á? Này ní. Ừ, nó chạy vào nhà kho rồi. Nhà kho nào? Nhà kho trước mặt này. À, nó trong nhà kho ấy. Không nghe. Ý. Trời ơi. Ủa sao thằng lợn đi lẻ rồi chết rồi ấy? Ai biết. Trời ơi, X8. Cho xin X8 đi. Cho xin X8 đi. Tốt, anh có xài X8 đâu. Thế em đổi cho anh cái X gì? X4. X4 được. X8. Lợn cầm nín rồi. Lợn giận rồi. Lợn chết quá ra cover thế điếu nào được. Ma cầm chảo tí bị nó cho lên bảng điểm số anh em ạ. Khốn nạn thật. Đi đập ai chảo cho thú. Lợn giận kìa. Ra xin lỗi kìa Tún. Cái đẹp chả lũa liên quan đến anh. Nó đã chạy qua bên kia, sợ thật. Thế bây giờ không anh thì ai? No, ai? Don't me. Bây giờ anh chỉ việc về và... Thằng nào vừa đã bắn flare gun ấy? Không biết. Ai biết được, có flare đâu. Còn chứ ai? Nút đổi tiếp đi. Không phải anh. À, thằng Bim. À, thằng này được. Rút đồ đi. Phải lìn hai ông. Anh đến này à? Bim ơi. Ui, thơm vậy. Wow. Đu, có cần phải thế không? Huynh đệ tương tàn vì một thính. Bốn mạng vãi cứt.
Đã thế tao định không lút đâu nhưng mà có thằng đéo ra cơ, có thằng đéo ra này. Ra rồi, ra rồi. 34 đâu rồi. Mất nhá khoảng 34 rồi. Mấy thằng tham lam. Mất nhá khoảng 34 rồi. Mấy thằng tham lam vô độ. Anh trả đạn đây anh ăn đây. Cười hí hí cái gì. Mẹ chưa thấy cái team nào. Ơ, sao không vậy? Đéo cho đạn nữa. Thôi. Đéo cho đạn nữa. Đi, đưa đạn đây. Đéo cho đạn nữa. Ơ, lại ăn mạng nữa, nhiều vậy. Đấy, anh em thấy chưa? Thế thì đưa khẩu. Cứ như mình thôi hả? Mày đưa ra, rút khẩu mày đưa ra. Cứ như mình thôi, lấy khẩu của ra rồi. Không cần phải tranh giành nhiều. Mờ bố đánh đéo lấy. Tự mất à? Quay lại đó mà tìm đi. Cho em xin quả nét nào em vất, anh em đáp bay cái thùng thính ra nó ở dưới góc. Đứng sát vào là được. Cần gì phải đáp? Không được. Ta lấy cái xe đâm thẳng vào là xong. Ờ đúng rồi. Mà lấy xe. Thính ông bom không bay thính đâu. Có. Ui. 8x này. Đấy. Bay rồi. Ui 8x à, ngon. Anh Tuấn ơi có lấy 8x không anh? Không. Ok. Bắn 8x này. Đâu. Không bắn 8x. Giấu đi. Ok. Giấu đi. Em ai có sai lần nào giờ không cho anh mượn anh bắn khẩu ra cái này. Cuối trận anh trả. Cuối trận anh trả. Anh cuối trận anh trả. 8x đâu không? Thôn như anh quê em đầy. 8x ở đâu á? Đây. Anh ăn thấy pha flick lúc ấy chất lượng không? Ăn may thôi. Ăn hên thôi. Có sai lần không? Cho xin cái sai lần coi. Lập đéo có sai lần. Thế nãy giờ em có nghe tiếng sai lần nào không? Đấy. Có tiếng sai lần, thằng nào? Tuấn ấy, Tuấn, cho anh đi. Bim ơi. Anh em mình, thôi đưa đây. Đưa sai lần đây, không cần phải nói. Thôi cho anh. Thôi. Cho anh đi. Cho anh đi. Sai lần sniper. Đi. Sai lần nào? Đưa sai lần AR đây rồi anh đưa sai lần sniper. Đưa sniper. Chắc cái hả? Chắc cú hả? Là. Đéo có tin tưởng ai. Đi thôi. Xe, có một cái xe đầu kia kìa. Vừa lúc đầu có thằng định lên xe chạy mẹ em bắn cho dụng khỏi xe luôn. Sao em ác với nó vậy? Xác vẫn còn đang chạy xe. Team đang giành giật rồi. Không chỉ đồ nó còn là kill nữa anh em ạ. Đứng lại ai nào bị thôi. Tao đéo lên được rồi. Đi thôi thím. Xem tính nào. À Bên kia đồi. Có qua thắp hương cho lợn cái không? Lợn chết ở gắt ca ấy rồi, qua trả thù cho lợn. Chúng ta đi từ lâu rồi. Qua thắp hương nhảy vào. Em nghi là lợn nó nhảy vào gắt ca bị. Ai bảo mày ai bảo mày bảo không cho nó ăn mạng để nó phải đi ra chỗ khác. Tha phương cầu thử cái chết ngay. Tất cả chỉ tại Ngân hiểu không? Cái đéo gì đấy? Mày tại mồm nó nói nhá, nó bảo chỉ em tha. Dương bỏ, thằng Dương bỏ. Mà bảo mỗi Dương em bỏ tham. Thằng em phải không? Để thằng em nó cũng quấn nó em ra gắt cả. Em đéo có bỏ ai cả, cái đấy là từ nào. Mồm nói ra rồi từ đến từ thắp hương nào, đâu rồi, đoạn đâu? Đéo thấy thằng kia mà, có cả đây đâu. Chúng lút đây. Đây, nó giết thằng Luận ở đây mà. Ok. Kìa, chết thằng ngã ba kìa. Đây. Chết thằng ngã ba. Tội ghê. Quay, sắc người đây à. Ui, chết nóc. Ở nhà nào? Nhà đỏ này. Bên check mà. Vừa thấy cái chấm đen. Nào, níu thì có. Mắt có. Em bị xăng vành rồi. Lấy xe đi. Lấy xe đi kiếm chúng nó. Nó đi rồi. Nó chỉ đi ở quanh đây thôi. Bọn lút lẻ. Máy bay kìa. Máy bay cũng mặc kệ máy bay. À nó chỉ lăn. Thế quanh. Nó chỉ lăn quanh. Đây, nó lút. Ed đi. Nó chỉ lút dọc ở đây thôi. Đây nó ra đây anh Tuấn này. Đâu, qua đâu? Xanh biển nào. Okay. Hướng S đi. Đấy, nó sẽ ra đây đấy. Đây, qua đây.
có thấy hiện được không? Đấy, đúng rồi, tôi đang bật cả này. Thấy không? Chưa nghe tiếng chân. Có. Không có, qua bên nhà bên kia đi, xóm nhà bên kia đi. Có, ra bên kia đi anh. Thế, thế bên kia nó lút rồi, bên này không có. Tôi đang chỉ kia, bên phải bên. Ôi Flagon, ra lấy Flagon. Trên đầu. Hai cái liền anh. Hai cái liền, hai cái Flagon. Ok ok. Ui ba cái. Ui ba cái rồi. I'm coming. Không. Anh chỉ có 80 viên thôi. Bắn tiết kiệm đi. Không bắn được ngồi nhìn anh. Anh bắn cho. Ừ, không bắn thông báo thôi. Đây rồi, đây khu nhà này, khu nhà này. Lấy viên đi, lấy viên nhà đi, lấy viên nhà đi. Lấy viên nhà đi. Không phải viên nha. Trên núi. Ui. Ôi dừng xe đi. Đây đủ gần thôi. Nghe thấy tiếng xe. Không, ở dưới cây xăng kìa. Cây xăng mà. Thôi cứ đi bộ thôi. Giữa đường kìa. Bắn này. Đó. Đã thấy rồi, thấy. Chưa tới. Đấy rồi, để bắn ốp vào đầu nó. Là nó nhảy như chó. Một viên vào đầu. Một thằng lốp rồi. Một thằng một viên vào đầu rồi. Chuyện khó rồi. Thêm nốc nữa. Còn một thằng nữa ơi. Còn một thằng nữa rồi. Ui thính nó. Đằng sau. Mặc kệ đằng sau. Ôm hết. Ui thính rồi trên nóc nhà kìa. Ok. Phí một cái rồi. What the fuck. Rồi, nốc cả hai luôn. Ơ bọn, ở đây chết chưa? Có sơ mốc kìa. Chưa. Đẩy sang sơ mốc ạ. Chết hết rồi. Thế bọn đằng sau sao? Giết bọn đằng sau này. Thính rơi cho sơ mốc kìa. Đâu, thấy đâu. Em ơi, trên đồi nó cứu rồi. Nó cứu được hết rồi hay sao ấy? Đó, xin đàn ôm về. Đấy, nhặt vừa thôi. Nó cứu được hết rồi nhá. Đấy. Đấy. Nó cứu được hết rồi nè. Ngồi đấy mà ốp với em. Ok. Cứu được hết hay không thì có phải cứu của em đâu. Quan tâm cho em. Căng thẳng. À, còn chờ cho chúng nó cứu được hết rồi để đỡ bị để còn bắn cái án mạng đúng không? Đúng rồi. Từ từ anh Tuấn này. Anh cứ bình tĩnh. Nó cứu được hết thì có vấn đề gì đâu. Thì càng tốt đúng không? Đúng rồi. Ủa? Thiên nhiên ném xô bóc rồi nhỉ? Nếu đâu? Chết hết mẹ rồi. Có Tuấn này. Là mình chạy lên. Nó không cứu à? Nó chết ở đâu vậy? Ở trên nóc kia kìa, phải lấy cái đấy kìa. Thế cái phải Flagon còn lại đã lấy chưa? Chưa. Thế đáp bom lên đi, đáp bom lên đi. Đáp được không? Gì nữa? Được. Trèo lên được mà. Có dư M24 ngoài thì ngoài cái bọn kia anh ơi. M24 à? Thôi, ở đây không cần. 29. Anh bắn Gloza với cả Mini 14 là quá đủ rồi. Là quá đủ. M249 đâu. Ở cái thính tiếp theo. Đây cái thính này bọn mày lút chưa? Ui lút sạch rồi đâu. Lút đâu anh lút. Thôi đi đừng xạo lì nữa. Không đi được à? Mở 24 mấy tiếp văng lung tung. Không lên được, không lên được. Cao lắm. Ủa ôi, đâu cũng thấy M24 này. Kinh vậy. Đéo lên được. Không có bom à? Đi kiếm bom đi. Bo vào kìa. Không cầm một quả bom nào luôn. Anh còn mỗi loại một quả. Ơ nhưng mà anh mới chỉ ăn được một thằng thôi. Tức là trên này nó vẫn cứu được một thằng mà. Anh lốc 2 mà. Em thấy nhìn cứu 2 thằng rồi mà. Sao mới 8? Đáng lẽ phải là 9 chứ. 8 thôi. Thế à? Chắc là ăn nhiều mạng quá không đếm nổi.
Má này chết nhanh chứ nhỉ. Ô, tính kìa. Đừng nói là có hết nhá. Ô, mùi hết ở đây đấy. Bình tĩnh thôi. Cái gì ấy? Cái điếu gì ấy? Gắt anh ấy. Ngào đá này. Láo. Lên anh ấy. Nó lút thính ấy, thằng này lút thính ấy. Lên. Chết hết rồi còn đâu. Chết. Hai thằng này là bạn hai thằng vừa nãy. Thế á? Cùng quốc tịch. Cùng quốc tịch luôn. Cùng hoàng vậy. Thính là gì ấy? Sao hết ốp? Tính lại ốp này, nhặt ốp này. Ôi, anh không cần. Cầm ba thằng. Anh không lấy, đừng có bắt anh. Anh đã bảo anh không dùng, anh không dùng, cứ bắt nhỉ. Ok thôi. Buồn cười thôi. Thật. Lực cười thật. Cứ bắt người ta dùng ốp. Đã bảo. Ủa? Sao vừa à? Quen. Thơm vậy. Không có bom ta. Kỳ vậy. Chỉ bom nãy giờ. Thì không ra rồi đấy. Chào anh em nhá. Ờ, lên xe đi các cậu ơi. Đây. Lên chưa? Lên rồi. Ờ, cậu nào đổi tài hộ tí tớ uống cốc nước cái. Ôi giời ơi, sướng quá. Anh chỉ cần nếm mùi tiền là quên hết muộn phiền. Yeah. Trời ơi, ăn được 8 mạng phê vãi. Ơ, xe kìa. À, nhìn rồi. Đâu xe đâu? Trước mặt. Đúng rồi này. Ơ? Vãi nồi. Ơ, đón anh. Đón anh ấn nhầm. Anh tưởng là xuống. Chó đi nào. Ok, có cái xe nữa kìa. À, xe trôi. Sao bọn em không bắn à? Chết kiểu này cay lắm. Thì em lái xe bắn kiểu gì? Xin nhường anh. Chết anh ăn nhiều anh phải. Anh ngại. Bắn gì? Được rồi. Thế đi anh lái đi, Người ơi, chuyển tài đi, lái cho. Anh lái anh đi tông người cho sướng. Ừ. Lắc để cho chúng mày không bán được. Đấy, thế này. Mê chó tính. Máy bay kìa. Đâu? Điếu ông nào chó tính như ông Tún cả. Này đố bán được. Đau mắt quá. Bán được cho đến tiền. Chơi xong game mắt so le à. Thả thính đi cậu ơi. Thính không? Có người à? Ơi! Trong nhà có người! Có người! Một team! Dead đáp đi đâu vậy? Lên nhà ấy. Hết rồi à? Hết rồi. Anh vậy. Thấy chưa? Anh tính mắt không? Anh tìm mắt không? Đéo ai khen à? Ô tô đỗ lù lù vậy ai chả nhìn thấy anh. Vãi cơn. Ôi. Mẹ ông làm như ông ấy. Đéo ai khen, vãi thật. Văn hóa. Ô tô đỗ to vãi đá. Ừ, kém. Cái ô tô đỗ to anh cứt đéo ai thấy à. Khen các kiểu. Ôi. Ôi, anh ơi. Đâu vậy? Anh ơi. Đốc 1. Đốc 2 đúng không? Đốc 2 ạ. Cái bắn anh căng quá. Nó bắn đỏ lòm giáp anh rồi. Nó ở... Wow. Ở trên đầu cũng có kìa. Bim nó lên đấy nó cua. Hết rồi, bọn đã đông hết rồi. Ok. Bọn trên đồi hết rồi đúng không? Ừ, có mỗi thằng à, anh không ăn được mạng nào à? Thế được rồi, tham như anh của em đầy. 10 mạng rồi. Thế không cảm ơn à? Ship đến chỗ nhiều mạng vãi đái mà chả thấy ai cảm ơn cả.
Ôi, sao bọn này giàu vậy? Lạ thật. Thế thì ai cảm ơn mình cả? Cảm ơn chó ấy. Chả có gì cảm ơn cả. Nà ní. Lên xe đây. Đi bo tiếp theo nào. Còn có 11 thằng nữa thôi, cố lên nào. Một viên. Đi vậy. Trên đồi. Đồi nào? Hướng đồ. Cái mỗi một đồi duy nhất thấy. Đã nhìn thấy. Cái để. Còn ông lắm, nó cứu bây giờ. Lên đi. Lên xe. Từ bơm máu đã. Máu yếu này. Đây. Đây nhá, lấy cái này nhá. Ok. Nhanh okay. Rồi còn đi bo ấy, 1 phút kìa. 1 phút nữa mà, bị tính rồi. Trên đầu à. Từ từ thôi. Không thấy. Vào đâu vậy? Vào hẳn ra phía đằng sau đi. Nó ở phía đằng sau ấy. Đâm thẳng qua xem. Hết rồi. Con. Đừng bay quá. Động sinh. Khóc lóc cái đéo gì. Ăn được có mỗi mạng. Em cũng hơn mỗi mạng đấy. Ta qua muôn trong cuộc đời này. Ừ, vẫn còn khóc. Nhưng mà anh bắn nhiều. Anh bị cay ắt của đồng đội chứ. Làm cái gì? Anh ương của 17 giây kìa, bo cuối là ai? Cứ ngồi đấy mà tẹt tẹt cái đéo gì? Lên xe. Còn 5 thằng nữa thôi. Bi về xem ai bay đẹp không? Bay thế rồi. Bay làm sao được? Đâu thì phải xe máy mà bay. Đi xe càn quét nó đi, đi xe đâm nó. Vãi đi xe đâm nó tông nó. Đi xe ủi. Không cần phải vậy không anh? Ủi. Chắc hết xăng rồi. Nó ở trong đây tòa nhà này. Vào không? Vào đi. Có cứt không có ai cả. Anh nghĩ là có đấy. Không có ai cả. Có tiếng à? Tiếng cứt. Tiếng đâu? Mẹ lại phét. Bốc phét. Báo thế để cho anh em cẩn thận được không? Sao lại không có à? Đáng nhẽ nó phải có ở đây chứ. Đáng nhẽ nó phải có chứ nhỉ? Có đúng không? Ở sao ở kia lại có cái xác nhất? À nhầm cái xác nhất cái kia ai bắt chết nó nhỉ? Cái gì vậy? Vợ Tún kìa. What? Chị Trang dù to đấy. Đâu vậy? Vợ Tún chị Trang dù to đấy. Tháo giảm thanh là dụ cho nó đến. Xong tí đã đột cái. Á cười. Ủa thính à? Ừ thính à. Làm tí. Chắc giờ chúng nó miết rái ở trên đồng rồi. AUG rồi. Miết rái. AUG kìa. Bẩn đéo chịu được. Chả thấy thằng nào. Chán vờ lờ. Bẩn đéo chịu được. Đá vào soi thằng nào bắn cho rớt dài. Rớt dài à. Hẹn nhiều đạn ốp quá. Nhặt chi không bắn tí. Nhặt ui còn 5 thằng nữa thôi mà đéo biết nó ở đâu nhá. Vui loà. Phải tháo dạ thanh ra. Nghe thấy. Ố thằng nào bắn vào nhà anh ấy. Em có thằng anh, nào anh nghĩ là nó gọi kìa nó bắn em đấy ơi. Anh chưa nhìn thấy. Đã thấy ở đâu thấy ở nơi nào. Đâu vậy? Trời ơi, bắn thế không trúng kìa. Kỳ vậy nào vậy?
Trời ơi, nó không nói đâu. Giờ nó không nói đâu. Em đừng có mong chờ. Nó kia. Giờ nó chỉ nó kia thôi, em hiểu không? Em bắt vào sớm bốc thì để ai bắn cái nó kia. Nó kia ấy. Ngồi trên đây cái thế đắc lợi mà sao mù vậy. Đéo nhìn thấy nó ở đâu nữa rồi. Góc của anh là góc đắc lợi, em hiểu không? Bất cứ thằng nào di chuyển cái là anh bắn ngay. Tự dưng lại tay run 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 đéo kế sót được. Hài. Lạnh quá, đang bật mắc điều hòa này. À, thấy nó rồi. Đâu, nó ở đâu? Đọc hướng nó đi. Kìa. Cái kìa. Chết rồi, chỗ thấp quá, phải lên tầng 2. Ui, bo ra nó kìa. Lại nó kìa. Bo vào nó. Đây rồi. Một viên rồi đấy. Ai biết thế mình đéo bắn á. Nó kìa. Nó thật. Nhét chòi lên cá. Tự nhiên choi choi lên mình đấy hả? Ngon quá. Lấy nó đang lấp ló cái đầu. Nhét chòi lên cao quá. Thật đấy. Em thì điếu cần được. Ném mùi tiền chết là quên hết muộn phiền. Dâu 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 dâu. Mẹ ở đâu hết rồi. Hình như anh nhìn thấy nó rồi. Nó kìa. Em mà không kịp mẹ. Kéo kịp ạ. Còn cái thằng lẻ nhỉ. Nếu biết. Thế lại thấy ai vậy? Không, anh đang bắn vào mấy cái bụi. Mấy cái bụi này dày quá không nhìn thấy được. Nào mỏng mỏng. Bật sờ mút lên không còn cỏ nữa luôn. Hay vậy đấy. Trời ơi, mini mà nó nhìn thấy nó táp cho thì có mà rời chạy. Các bạn đây chắc là run. Đây rồi. Hay quá. Cái gì vậy? Các cậu ơi trốn đi, các cậu ơi, trốn đi các cậu. Chắc chắn là quanh đây thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tuyệt vời. Chán phải. Yeah. Vừa nghe. Thánh KS. Thánh KS. KS, người ta bắn một cả một gọi là sức cố gắng. Like đi. Like rồi. Like cho được có mấy trận suốt ngày hồ. Trong khi thằng anh like cho không biết bao trận rồi. Em chỉ cần quên hết muộn phiền.